để tiếp cận bà thì mình phải đi qua cái chỗ này mới được. Thì tại thì đang bị mắc kẹt đây rồi. Đúng rồi, mà để hái được 1 kg ớt thì mất rất là nhiều thời gian. Thì là một ngày lớn dùng là cũng không có làm điều tùy thuộc vào ớt có trái hay không ha. Hái lấy nhiều quá thì chỗ hát là tới 1 2 giờ thì cũng được vài ba ký. Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình với bạn Trường có mặt bên đây là ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để qua đây tìm hiểu về một hoàn cảnh bà cụ 70 mấy tuổi rồi mà neo đơn sống có một mình. Thì công việc mưu sinh hàng ngày của bà là đi hái ớt mướn cho người ta. Thì hiện tại thì bà đang hái ở ngoài vườn đó, nên là anh em mình phải bơi cái xuồng này ra đây, đi ra ngoài đó mới tiếp cận để gặp bà và hỏi thăm tìm hiểu về hoàn cảnh nhà bà. Mình muốn đi ra ngoài là mình phải đi qua cái xuồng như vậy, nói mình phải lội, mình phải lội nước qua được. Để tiếp cận bà thì mình phải đi qua cái chỗ này mới được. Thì tại thì đang bị mắc kẹt đây rồi. Chưa, ở đây nó bị dướng lục bình rồi. Nước này nó không được sâu nên nó bị dướng lục bình nữa, đi qua đây khó ghê luôn. Bạn Trường rất là mệt rồi. Cẩn thận cái trận tông vô dây điện nha Trường. Ồ, dây điện nguy hiểm á. Rồi phan ha, từ từ. Hay là mình qua chiếc xuồng này. Ôi, để tôi buộc lên cái nha. Phan đã. Nó mệt quá. Hồi đó giờ không có trống xuồng. Bây giờ để tôi lên bờ tôi buộc cho. Sau một hồi vật lộn với chỗ này, mình với bạn Trường cũng đã qua được bờ bên đây. Ơi mệt quá. Đâu bên đây bà con trồng ớt. Thì được biết bà sống chỉ có một mình thôi, chồng bà mất cách đây cũng lâu rồi. Ở đây bà con đang thu hoạch ớt nè. Dạ mấy cô mấy chú cho con hỏi thăm, đây có ai là bà nắm sạch không vậy? Con kiếm bà. Bà. Dạ. Dạ bà là bà nắm hả? Dạ. Để tụi con ở chỗ khác tới. Dạ. Ủa bà đang thu hoạch ớt hả? Cái này đi bẻ mướn à. Dạ. Bà đem bé mướn cho người ta hả? Bé mướn người ta không có chủ. Hồi nãy giờ con cũng vất vả lắm mới qua được tới bên đây. Đi nhà kiếm tìm dữ dằn hả? Ủa vậy là bà năm sống có một mình hả bà? Có mình. Thì đó giờ bà chồng con sao bà? Hồi đó thì có ông chồng mà cái ông giờ ông chết rồi. Ông chết này 7-8 năm rồi, vợ mình đi mà mướn đồ ăn vậy đó. Vậy là ở đây là hiện tại bà làm cho người ta hả? Mình mướn cho người ta ha, cho mình đi bé mướn cho ta nè. Dạ. Ngày thì cũng kiếm 70 rồi. Dạ bà năm nên nhiêu tuổi rồi bà năm? 75 thôi. 75 tuổi rồi. Rồi. Rồi nói chung thì con cũng nghe nói bà có người con trai nuôi phải không? Dạ nuôi mà nó không có nuôi tôi. Dạ. Ở chuốc cái nhìn trong đất mà tôi ở đây. Rồi không có con ruột luôn. Không, hai ông bà hồi đó không có con. Không có hồi nhỏ không có con rồi tới xin thằng nhỏ nó nuôi phải không? Nó dạ. Thiệt cho chú nghe. Rồi cái bắt đầu là nuôi nó lớn rồi cái nó lớn nó có vợ nó đi ra dạ. ra hoài. Dạ. Lắm lúc khi nó 2-3 năm nó cũng cho được đâu ba chục đâu 300 ngàn có. Dạ. Chứ không phải là bỏ luôn, nó nào ngay không bỏ luôn. Còn tôi với ông thì sống vậy đó. Rồi cái ông đau ông chết.
Vậy là chết từ 7 năm rồi. 7 năm rồi. 7 8 năm nay. Từ đó tới giờ bà ở một mình. Nhà, nhà bà bên đó phải không? Nhà anh ở chỗ cái nhà mình một về đó. Con không biết nữa, nãy con chưa vô nhà bà nên con đi ra đây kiếm bà nè. Dạ, rồi bà năm ngày nào cũng đi hái ớt hay sao? Hái một ngày, nghỉ 2-3 ngày bị ớt không có chú ơi. Cho con mượn này kìa. Cái này bà hái gì là một ngày được bao nhiêu tiền một bà năm? Một ngày có 70-60 ngàn à. Ớt không có. Bị ớt này coi chú dòm thấy ớt thấp thấy mồ luôn sao có nhiều. Ủa, từ từ nhà của bà Năm đi ra đây con thấy hơi khó. Nó khó khăn bởi vậy cái nhà bên bển chỗ nhà này rồi cái đi cái đường hẻm lên trên đó là nguyên một về tôi ở con khổm con chút xíu. Rồi bây giờ vô bà Năm muốn về phải đi qua cái xuồng hả? Qua sông này nè, qua sông chú mới qua đó. Người ta bơi bên xuồng cho bà Năm qua. Qua nhà chủ ớt người ta đưa mình qua bên đó. Dạ. Qua đó người ta bước mình qua đây mà sáng giờ. Vậy là nguyên khu vực này là của chủ ớt. Chủ ớt không à? Mấy cô chú đây là cũng đi. Có người đi làm mướn, có người chủ. À, dạ. Chứ không phải là chủ mướn không. Dạ. Rồi bà Năm đi làm thì cái thời gian sao bà Năm? Thời gian sao là sao? Có nghĩa là sáng mấy giờ bắt đầu công việc? Bắt đầu là 6 giờ là ra tới đất mần, có khi 2 giờ sớm thì tới 11, 2 giờ về, có khi 7, 8 giờ cũng có nữa. 7, 8 giờ tối? Dám. Rồi, vậy là... Cháu thì bị hết không có ớt đó chú, rồi cái đi về sớm 7, 8 giờ mình về rồi có 2, 30 ngàn. Chưa có hái không? Không. Vậy là có nhiều hay nhiều. Hay nhiều có như ví dụ như người ta ớt, người ta ít là hay ít nhiều tính, hay tính nhiều. Tính ký hay sao bà nè? Không có trái. Không, ví dụ như mình hái như vậy là tính làm sao tính để mà trả công cho mình á. Người ta ăn ký 4 ngàn, 2-3 ngàn ký vậy nè. À, 1 ký vậy là được vài ngàn. Được 2 ngàn, có nhiều ký 3 ngàn. Rồi chú hái được 10 ký thì được 30 ngàn, tỷ vậy đó. Vậy là công việc hàng ngày của bà Năm là đi hái ớt như vậy? Hái ớt. Vậy là mà không phải là mỗi ngày mà hái nha. Đúng rồi, lâu có ớt thì mới hái được nhiều. Ớt mới hái được nhiều. Thường thường thì hái được 5-70. Ít ít thì 20-30. Thì tính theo ký khoảng vài ngàn một ký. 2 ngàn ký, 3 ngàn ký vậy á. Tại con cũng không biết bà Năm nữa, có người chỉ không qua đây. Dạ, nhà ăn nhỏ nhỏ ra. Dạ. Ủa bà Năm ăn nước đá hả? Ăn miếng nước đá. Ăn cho đỡ khát nước hả? Rồi không, mình không có đem đồ ăn đâu theo cơm nước đâu hả bà Năm? Mình ăn ở nhà rồi, cái sáng rồi mình ăn 7 miếng nhà, cái dạ. Mình đi hái tới giờ luôn. Ây dạ. Mình hái trái chín phải không? Chỉ việc hái trái chín thôi. Ở đây con chưa hái ớt nữa, để con hái thử coi. Lấy ra cái vậy nha. Vậy bé bỏ vào vô. Trời ơi, 1 ký lô là hái biết chừng nào? Bởi vậy mà. Lâu lắm à. Đúng rồi, mà để hái được 1 ký ớt thì mất rất là nhiều thời gian. Thì là một ngày lớn dung là cũng không có làm điều tùy thuộc vào ớt có trái hay không ha. Hái lấy nhiều quá thì chú hát là tới 11 2 giờ thì cũng được vài 3 ký. Vậy là bữa nay là bà Năm hái từ hồi sáng tới giờ hay sao bà Năm? Hồi sáng tới giờ, hồi 6 giờ tới giờ hái liên tục hả? Liên tục sáng giờ. Hoài rồi đó mày. Sáng giờ bà Năm được mấy ký? Chắc chừng cỡ 2 ngoài ký được. Là sáng giờ có nhiêu đây à? Ông bỏ ông kia luôn, chờ mình dưới này mới ra đây. Là khoảng mấy ký? Đây hả? À, chắc thì 3 ký, 4 ký gì vậy? À, vậy là cũng được 10 mấy ngàn rồi. Cái khu vực ớt đây cũng rộng lắm hả? Nhiều lắm, dòng ớt không hả chú ơi? Dạ, hay hết trơn, còn này dòng ớt không bên đây là ớt không Còn bên đây là chỉ đặc trưng, bên đây là trồng là ớt. Không đó, không có, giờ, không có bằng, gì hết. Không có bằng cái gì chứ, ớt không. Rồi, ví dụ bà Năm làm gì, lát mình có vô nhà được không? Hay là mà bà... Được. Dạ, bà Năm xin nghỉ vô nhà, bà Năm chút xíu được không? Được, được, đi vô, chú rồi một lát, đi xuồng, dạ. Lát rồi ba người đi chung xuồng được không bà Năm? Được, được, có chiếc xuồng bự mà chuồng cái chiếc đó. Chiếc xuồng bằng ngủ được không? Được, đi được, đi. Vậy hả? Vô nhà đi, để đi vô nhà bà Năm chút xíu ha? Đi, dạ. Để đây đi. Này của người ta để lại. Của người ta để ớt người ta, dạ. Mình đi vô đi. Dạ, hồi chút xin mẹ người, ấy cái này cân giùm cô nghe con. Xin người ta về sớm chút xíu. Có nhiêu bao nè. Để đây coi, nếu Năm không dài, cân giùm con á. Nó trăng dâu rồi á. Mần lắm, nó có bữa chú ơi gì. Mượn mấy cái cháu dạ. Dắt kè về mệt á. Không chịu ngoài đồng luôn á. Tự mình làm rồi tự lo ăn thôi chứ đâu có ai giúp đỡ mình nhiều hả bà Năm? Người ta có thấy người ta có thu cho mình dạ. Năm mừng nước gạo vậy đó. Dạ, tại vì bà Năm sống neo đơn có một mình à. Đúng rồi. Dạ. 75 tuổi rồi mà không có người thân nào cũng hơi khổ à. Có thì cũng có chị em nhà một đông lắm mà thì nó cũng nghèo quá. Ở gần đây không bà Năm? Gần. À. Đi vô rồi chú ra là chú coi cái nhà rồi. Không, đi vô nhà bà Năm tí xíu rồi tụi con đi à. Thì bà ở vậy. Dạ.
Ủa bà Năm, bà Năm biết biết chèo xuồng không? Được mới được. Rồi bình thường làm xong là người ta đưa xuồng mình về hả? Đưa đi, mình vô ở cái mình về nhà mình. À. Rồi hồi nãy chú mượn xuồng nào rồi chú đi qua đây hả? Cái xuồng màu xanh này nè, hồi nãy hai con bơi cũng vất vả luôn. Gì hả? Dạ. Rồi xuống đi tôi bơi cho. Dạ bà Năm. Được, được, tôi đi bà đây. Năm đi từ bên đây hả? Đi đây, ừ. Dạ. À, hồi nãy bơi xong đi giờ muốn cúm giò. Đông rồi, ừ, đúng rồi. Đó. Đó, bây giờ tạm thời thì đứng đỡ bên đây đi. Ừ, đứng đi nha. Chắc bà Năm là chèo đây chắc chuyên nghiệp hơn mình ạ. À. Không được. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà bà Năm nha. Thì nhà bà Năm thì chỉ việc bơi qua cái khúc này chút xíu à. Nó hơi khó đi thôi nhưng mà cố gắng thì sẽ vượt qua. Chắc cái xuồng này lắc lắm. Dạ. Vậy là mỗi một lần mình đi qua vậy là có người phải đưa mình qua. Dạ. Ở đây lục bình, rau muống, rồi cỏ, rồi tùm lum hết trơn. Đã trồng hả bà? Dạ. Rồi tới cái khúc lục bình này là họ bị dướng lại nữa nè. Tụi con cũng mò bơi bơi ra từ từ nè bà Năm. Mặc dù lớn tuổi rồi nhưng mà bà vẫn lao động để mà kiếm sống qua ngày. Đây tới khúc này mới khó nè, khúc này cỏ mới dày nè. Dạ, vậy là sáng mới cỏ mới dễ qua hả bà Năm? À. Hồi nãy hai con đi qua khúc này trần ai luôn. Tại nước không được lớn. Ê, để con gị phụ cho. Rồi. Yeah. Đó. Rồi, ra khỏi như này khỏe rồi đó. Rồi, ừ. Ok. Cái này nước lớn bơi mới khỏe hả bà Năm? Dạ. Chứ... sáng đi ra đồng cua răng à? Dạ. Con không có miếng nước nào hết. Rồi sao mình chèo qua được? Thì cũng đi xuồng qua nó có chút nước chỗ đó lộ. Dạ, dạ. Thôi đã tới bờ rồi nè. Đã bà Năm, con chỉnh cho bà Năm. À dạ. Rồi. Rồi mang dép vô không? Được, được, lên lên nè mang. À trời. Cúm cái chân hết trời. Rồi đi vô nhà bà Năm ha. Ừ. Vậy là bà Năm này, đất này là của bà Năm hay là của ai bà Năm? Không có, tôi ở đậu. Ở đậu ha. Ừ. Rồi. Tôi đậu, tôi cất cái nhà có chút bẻ như vậy hà. Dạ. Đây, bẻ vô đây hả bà Năm? Đây. Mệt quá à. Cái nhà này hả bà Năm? Ờ, nhà nhỏ này, cũng nhà này, nhà nhỏ em. Ở đậu cái cặp mé con chút bẻ bên đây. Dạ. Thôi đi lên nhà không hả bà Năm? Dạ, lên nhà rồi. À, đây là đã tới nhà của bà Năm rồi đây. Nhà tôi ngồi đây nghỉ chút. À, bà Năm mệt, bà Năm nghỉ đi. Chú bắt bà quay bật gió. Ừ, bắt. Thì bắt cho bà Năm. Rồi. À, nhà khúc này cũng chật hẹp quá. Củi này bà Năm lụm hay là của người ta cho? Mình đi kiếm cây vậy. Vậy là bên đây là bà Năm ở ở đâu dãy nhà đó thì của em nó nằm ngay, em nó cũng khổ mà con nó đâu. Dạ. Rồi bà. Nó không giúp đỡ đất này. Bà Năm ở riêng. Mình ở riêng đây miếng. Nhà này cũng nhà của em mà. Dạ. Quá thì không ai giúp đỡ được mình. À. Nói chung là bệnh này nó sống cái gì? Bệnh này. Đúng rồi. Cuộc sống anh nó lo. Bệnh này nó sống mà nó lo nhưng mà. Dạ. Ở gần thì nó cũng chỉ lo cái đau ốm rồi cho mình giùm vậy thôi. Dạ. Chứ cái tiền bạc thì không. Không đúng rồi, thì mình nay nấy kiếm sống thôi. Ừ, vậy đó. Rồi, một ngày như vậy là tính ra một ngày bà Năm hái khoảng, nếu trung bình theo con tính chắc khoảng 4-50. Ờ, cái vậy đó, có bữa nào mà làm khỏe khỏe thì làm được 5-60. Dạ. Còn không khỏe thì 4-50 là hoài nha. Mà 3-4 ngày mới hái được ngày chú ơi. Dạ. Chứ phải mà mỗi ngày mới hái thì được, chứ cũng được. Thôi vậy cũng được, có, vẫn có được cái thì cũng cái nguồn thu nhập. Mà sống như giờ thì sao giờ. Dạ. À, vậy thôi. Với lại mình đơn chiếc mà không có chồng hay là con gì hết con. Nên là mình phải tự lo. Tự lo mình sống. Dạ. Đúng rồi, tự lo mình sống. Cơm rồi nước là em út hay con cháu đứa nào không có thương thì cho 5-30 thuốc men đổ chích ăn uống những gì đó. Dạ, cho chút đỉnh cho chút đỉnh nhiều quá thì nó không có, nó cũng nghèo thấy mồ luôn, sao không có nhiều. Dạ. Mà cho nhiều. Dạ. À, vậy đó. Ví dụ một ngày bà Năm đi làm như sáng làm
Để chưa về đi chợ tự mình nấu cơm hả bà Năm? Tự mình nấu cơm mà sáng giờ chưa ăn cơm nữa. Ơi sao sáng giờ bà Năm không ăn? Đi mấy sáng mình đi đó, cái mình mua 5.000 bánh á. Dạ. Thì ăn đỡ lót dạ, chờ hái rồi đó cái gì mình ăn cơm tới chiều. À. Vậy đó, chứ đâu đi đem theo đâu. Thôi lắm chú ơi, bà không có còn khổ quá à. Không, con thấy Năm như vậy là cũng mừng rồi. Ừ. Mình còn sức khỏe để mình đi lao động. Có con đông thì cũng nghỉ ngơi, còn này mình có ăn thắng từ từ mình lo không? Dạ. Yeah. Mình lo làm siết không? Với lại sức khỏe mình làm chừng vài năm nữa thì sức khỏe càng ngày càng yếu chứ đâu có thể mạnh như vậy qua được. Dạ, đúng rồi. Một năm nó yếu hơn một mớ. Rồi cái vụ mà đi qua chiếc xuồng đi qua đó con thấy cũng vất vả nữa. Yeah. Tại vì có rác lục bình đồ quá. Dạ. Yeah. Thấy mình nó xuông cái đường mình bơi nó mau, con này nó làm quá trời luôn. Bây giờ mỗi lần đi là chủ người ta đưa mình qua giùm. Đưa còn nước rộng á thì mình ngồi xuồng người ta đẩy mình qua. Dạ. Qua đẩy qua tới bờ mình lên mình hái. Nãy con thấy là cô bác bển làm cũng đông, chắc cũng mười mấy 20 người ạ. Ờ mười mấy 20 người, mà trong đó có số là có người thân người ta ra làm. Người dạ. Chủ ớt người ta dạ. Trong đó có mấy chủ. Dạ. Còn những người mấy người kia thì đi làm công giống như bà Năm ha. Công cũng đi hái vậy. Dạ. Hay là mùa này mùa ớt hả bà Năm? Mùa ớt rồi, thì qua mùa ớt này quá trời, con thấy quá đi đâu. Rồi tháng 4 là hết ớt rồi. Khúc bên Thanh Bình Chợ Mới rồi, quá trời ớt. Dữ lắm mà, trời ớt không, đây trồng ớt không hả? Như là con chạy ra Tân Đông A rồi con thấy ớt dài dài nhóc luôn. Ớt dữ lắm, dạ. Trồng ớt dữ lắm. Ờ bà Năm mà không có nấu cơm, chắc chưa? Giờ chưa nấu, để gán bẻ rồi về nấu. Vậy là còn bẻ nữa xong còn rồi. Bẻ là vô tới chỗ cái chạy miếng chạy đó đó, hết. Dạ. Để con ghé đây con lập thiệt bà Năm quá. Không có đâu, con có gì đâu. Dạ, có gì lát bà Năm ra làm giùm con ha. À, con chủ yếu vô biết nhà bà Năm thôi. À, thì nhà của bà Năm thì nói chung thì cũng đủ một người bà Năm ở gì cũng thoải mái ha. À, dạ, có chỗ che mưa che nắng nhưng mà nó cũng không được rộng lắm. Dạ, dạ. Gì rộng này là gì? Giống như một cái máy mà sao ha. À, cô người em. Đất này là ở đậu, có đất đâu. Ờ. Đậu của thằng em đây nè. Đất đậu. Chỗ này tối bà Năm ngủ không? Ngủ đó, tối ngủ chỗ đó đó. Rồi cái sử dụng mỗi đợt gầm đồ lớn rồi người ta có hay cho gạo gì không bà Năm? Cho mà mình sao mình đâu có lấy chùa thờ làm tu đạo đại Phúc bà Mỹ Hưng á. Dạ. Người ta cho nhiều không bà Năm? Cũng ít đó chứ ơi. Dạ. Chị yếu lớn tuổi thì tiền ốm đau thuốc thang được nữa. Thì mình cũng thủ mình. Dạ, phải có tiền thủ sao? Thí dụ như mình bằng 20 ngàn, mình ăn 10 ngàn, phải dính dạ. Lại 10 ngàn, đặng lát nữa có đau, đặng mình dạ, thuốc chích men. Dạ. Chứ đặng có tiền đó, con cháu mình nó mới chở mình đi giùm được. Dạ. Chứ còn bây giờ mình chú 20 ngàn, hết 20 ngàn, lát nữa mình đau, tiền đâu mà có mình đi với thuốc đâu. Dạ. Con cháu thì nó có xe sẵn, thì nó mượn nó chở mình đi, mình phải có tiền xích ra, nó mình chích mới được. Dạ. Chứ còn mà nó xuất ra là nó không có cho mình được vì có con cái nó đông mà. Con thấy bà Năm mặc dù lớn tuổi nhưng mà con thấy bà Năm vẫn còn khỏe nhiều lắm. Dạ. Còn sức để lao động. Lâu lắm nó mới cho được dạy. À, chắc cái người con của bà Năm chắc cũng lớn rồi ha. Nó cũng khoảng 50 quá. Năm mấy tuổi rồi. Dạ chú con này khoảng 50 à. 50 năm mấy à. Tỉnh thoảng mới ghé ra thôi chứ không có ghé thường. Ít ghé ít cái này có khi tôi đau rồi thì điện xuống. Nó xuống còn không ấy thì thôi nó cũng lo làm sống con đông lắm. Dạ dạ. Thôi mà ai cũng có cuộc sống riêng mà. Đúng rồi. Dạ mình đơn chiếc thì mình sống theo đơn chiếc thôi. Chiếc vậy đi. Dạ. Thôi nói chung thì con không biết bà Năm thì à. Do một chị sống gần đây, chị hồi nãy đó. À. Chỉ con qua thôi. Thì cái lúc con qua thì bà Năm đang hái ớt ngoài thì con nói con ra đi con gặp bà Năm luôn. Rồi sẵn bà Năm dắt con vô thì con cũng thăm bà Năm tí xíu vậy đó. À, con biết hoàn cảnh bà Năm với lại con cũng có một ít quà con gửi cho bà Năm ha. Con chết cha không biết có đem chai dầu không đây nữa. Rồi. Bữa nay con đi gấp quá rồi con không có đem dầu cho bà Năm rồi. Thôi vậy thôi. Để mà mốt có chuyến đi nghe con gửi cho bà Năm chai dầu. Đây con có một ít tấm lòng từ nhà hảo tâm để mà giúp đỡ cho bà Năm ha. À, gửi cho bà Năm phòng những lúc ốm đau bệnh tật rồi ha. Ừ. Bà Năm cứ để dành đó. À, bà Năm tiền bạc bà Năm cất được không? Ừ. Dạ, đây con có số tiền 5 triệu để mà giúp đỡ cho bà Năm. Đây là tấm lòng của nhà hảo tâm. Ừ, cô chú
gửi tặng cho bà Năm. À, để bà Năm cảm ơn mấy chú hơn cho tôi gửi lời cảm ơn hết trơn tất cả bà con. Dạ đúng rồi, cái này là từ tấm lòng của cô bác anh chị xa gần. Dạ để con đếm lại cho bà Năm ha. 1, 2, 3, 4, 5. Dạ rồi, để bà Năm không hờ đâu thân. Dạ hộ thân đâu. Với lại lớn tuổi rồi, mình đâu mình làm mình đâu biết trước được chuyện gì. Dạ đâu biết trước được đâu. Dạ vậy mấy chú gì cũng mạnh giỏi nha. Dạ tôi biết là nào mà đi tới đó mà ơn đền ơn mấy chú đây. Dạ 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 cho tôi gửi vài lời thì cảm ơn nhà lòng hảo tâm mà. Dạ cảm ơn dữ dằn lắm. Dạ dạ cái địa chỉ của bà Năm là ấp Tân Long. Ấp Tân Long xã Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bà Năm có xài điện thoại gì không? Có. Bà Năm có số điện thoại không? Để bà Năm cho con số điện thoại bà Năm nghe. Con xin số điện thoại, ví dụ có ai muốn liên hệ bà Năm cũng dễ. Con đã có số điện thoại bà Năm. Dạ, ví dụ như mà có nhà hảo tâm nào muốn gặp bà Năm hay là muốn giúp đỡ tặng quà gì đó, liên hệ trực tiếp bà Năm ha. Dạ, cũng có địa chỉ rồi. Với lại con cũng không làm phiền bà Năm để bà Năm còn đi hái ớt nữa. Dạ thì con ghé thăm bà Năm chút xíu nha. Dạ, cảm ơn nhiều lắm hai dạ. Chú. Thôi con chúc sức khỏe bà Năm ha. Dạ. Chú hai chú đi về cũng mạnh giỏi nha. Dạ dạ dạ. Thôi thời gian nào mình gặp lại. Dạ dạ. Thôi gì thôi tụi con xin phép bà Năm ha. Dạ. Bây giờ mới thầy đi xuống nha.